chân của em bị thương rồi, tại sao em lại đứng dậy chứ? Ngồi xuống đi. Tại sao em vẫn chưa uống thuốc nữa? Không, em sẽ không uống thứ đó đâu. Kali, em đừng như một đứa trẻ nữa. Em không uống nó, em không muốn uống đâu. Tại sao vậy? Bởi vì nó rất là đắng. Em đang cố tỏ ra dũng cảm bên ngoài, và bây giờ em thậm chí không thể uống thuốc nữa. Hành động dũng cảm luôn dễ hơn là uống thuốc mà. Em không uống thuốc đâu, chỉ một ngụm thôi. Không không. Ôi, Kali, thư giãn đi nào. Anh nghĩ điều đó là buồn cười hả? Ôi, em có bị thương không vậy? Hãy sớm khỏe lại đó. Trông ốm yếu không hợp với em đâu. Tại sao không hả? Ồ, em hiểu rồi. Anh đang nói điều gì đó với lý do nhân đạo phải không? Chỉ là anh đang cố gắng tốt cho em thôi. Chính anh là người đã mang lại hạnh phúc cho cuộc đời em bằng tình yêu của anh. Nhưng mà bây giờ anh đang cố gắng che giấu những cảm xúc tương tự. Hãy gọi cho anh nếu em cần bất kỳ sự giúp đỡ nào. Gauri à, em đã tạo ra rạn nứt giữa Du và chị. Nhưng mà điều đó sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến tình yêu của chị và Du. Shamila, anh đã hỏi em từ tối. Kể cho anh nghe chuyện gì xảy ra. Không có gì xảy ra cả. Mọi thứ đều ổn. Shamila, rõ ràng là em đang buồn. Ít nhất hãy cho anh biết chuyện gì đã xảy ra. Em đã nói với anh rồi, mọi thứ đều ổn. Shamila, em định không nói cho anh biết sao? Em có thể nói gì chứ? Em quả thật rất không may mắn. Em bị trừng phạt mà không có lý do. Đó là do chú trước đó, và bây giờ là do Kali. Hãy nói cho em biết đi. Nếu Kali vô tình bị thương, tại sao lại là lỗi của em chứ? Kali có bị thương không? Có chuyện gì với cô ấy vậy? Tốt mà, bây giờ em cũng đã biết rằng anh cũng quan tâm đến Kali hơn là quan tâm đến em. Không, em đang hiểu sai vấn đề rồi. Hãy nhớ điều này, vết thương thể xác có thể lành lại, nhưng mà những lời xúc phạm tới một người gây ra vết thương sâu ở bên trong, giờ gần như không thể nào chữa lành được. Nhưng mà làm sao chú viết qua có thể nói chuyện với em như vậy chứ? Nói cho em biết đi, Shamila.
chú không thể làm tổn thương ai được. Có phải lúc đó em đang diễn kịch không hả? Đó có phải là nước mắt cá sấu không? Anh không có ý đó, nhưng mà có một số hiểu lầm, Anna sẽ nói chuyện với chú thôi. Để anh. Thôi quên nó đi. Nó sẽ chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn mà thôi. Ngoài ra, đó chỉ là vấn đề của em. Em sẽ xử lý nó. Bây giờ em đã quen rồi. Mỗi người trong gia đình của các người chắc chắn phải chịu đau khổ, giống như là một con côn trùng ở trong mạng nhện. Mình sẽ sử dụng chiêu thức của Viết Qua VC ha, để mà chống lại ông ta bằng cách lợi dụng anh. Tại sao cháu lại lảng vảng ở đây vậy hả? Cháu không ngủ được sao? Bởi vì bà mà cháu không thể nào ngủ được. Ta đã làm gì chứ? Bà đã làm một việc ngu ngốc bà. Hãy chú ý lời nói của cháu. Ta chính là bà của chồng cháu. Cháu xin lỗi nếu như đã làm tổn thương bà. Nhưng mà bà đã sai khi nghĩ rằng Kali đã cứu mạng chú. Sự việc không phải như vậy đâu. Ý cháu là gì? Ý cháu là Kali đã đẩy Chu rơi khỏi vách đá. Cháu có bị mất trí rồi sao? Cháu có bị điên không vậy? Cháu đã đưa con bé đến đây như một lá bùa hộ mệnh. Vậy bây giờ cháu đang buộc tội con bé hay sao? Cháu không có nói dối. Đó là sự thật. Đừng bận tâm, nếu bà không tin cháu thì cũng vậy mà thôi. Dù là cháu trai của bà mà. Vì vậy, cháu sẽ đề mặt điều này cho bà. Khoan đã. Thằng bé chắc chắn là cháu trai của ta, nhưng mà thằng bé cũng chính là chồng của cháu. Cháu nói gì đi chứ? Nói rõ ràng đi. Du không tự mình rơi khỏi vách đá, mà là bị một chiếc ô tô đâm vào. Cái gì? Bà nghe cháu nói rồi đó. Hôm nay cháu đã đến đồn cảnh sát, cháu có được thông tin này từ đó. Và trên thực tế, cảnh sát đã bắt được tài xế ô tô. Và người lái ô tô nói rằng chiếc xe đã bị đánh cắp. Và ai đó đã trả tiền cho anh ta để làm điều này. Sao? Có người đã trả tiền cho anh ta? Ai chứ? Một người phụ nữ nào đó. Người phụ nữ đó đã nói với tài xế là tông Du ra khỏi vách đá, nhưng mà không được để anh ta chết. Bà, cháu chưa kết hôn với Du, nhưng mà cháu biết điều đó. Cháu coi Du chính là chồng mình từ tận đáy lòng của mình. Vì vậy khi cháu nghe được tất cả những điều này thì cháu quả thật rất là đáng nghi. Vì vậy cháu đến đây để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ai sẽ được lợi từ việc tai nạn này chứ? Hãy suy nghĩ đi. Với một người thông minh như bà, một gợi ý là quá đủ. Nó giống như giết hai con chim chỉ bằng một hòn đá. Cứu mạng Du và tìm hiểu những cuốn sách hay của anh ấy. Và thứ hai, làm cho mọi người tin tưởng rằng Du cần một lá bùa hộ mệnh từ Kali. Và sau sự việc này, không ai dám có thể đuổi dễ ra khỏi nhà được.
liệu ai có thể chỉ cho Kali vị trí thích hợp của chị ấy không? Không. Hãy suy nghĩ mà xem. Và đừng nói rằng cháu chưa bao giờ cảnh báo bà. Chị ấy không phải là lá bùa hộ mệnh. Chị ấy muốn hủy hoại cuộc đời của Du mà thôi. Đây là lần đầu tiên trong đời của ta rằng ta không thể nào tìm ra giải pháp cho một vấn đề. Và liệu là Kali có thành thật làm điều đó với Du hay không, ta không thể nào loại bỏ những nghi ngờ đó ra khỏi tâm trí của mình. Xin người hãy chỉ cho con một con đường. Ôi thần linh ơi, con đã làm rất nhiều điều để giữ gìn danh tiếng cho gia đình, để đảm bảo Kali không trở thành con dâu của gia đình này. Nhưng mà con bất lực trước mọi hoàn cảnh. Con bé sống trong gia đình này như một lá bùa hộ mệnh. Xin hãy chỉ cho con một cách. Nè, lẽ ra cháu không nên chạm vào ta khi cháu chưa tắm. Tại sao cháu không tắm vào buổi sáng chứ? Cháu đã tắm rồi bà. Làm sao mà ta biết được chứ? Cháu luôn luôn trang điểm. Nghe nè, đây là lễ Akadashi đầu tiên của cháu khi mà cháu kết hôn. Ta đã sắp xếp lễ Busa cho phụ nữ đã có gia đình. Họ sẽ đến đây sớm thôi. Và cháu sẽ phải nhịn ăn. Nhịn ăn sao? Ôi thần linh ơi, không. À, ý cháu là cháu đồng ý. Cháu sẽ nhịn ăn. Cháu chỉ cần nhịn ăn thôi. Đó không phải là một cuộc đình công. Bà, cháu có thể nhịn ăn. Tại sao cháu lại trông ủ rũ như vậy mỗi khi nghe về việc nhịn ăn hả? Bây giờ cháu đã kết hôn rồi, cháu hay nên làm quen với nó đi. Và nhân tiện, cháu phải nhịn ăn theo tục Nijiala. Nijiala, nó có nghĩa là gì? Cháu không thể ăn hoặc uống. Cái gì? Mọi người có thể uống nước, nhưng mà tử vị của cháu, cháu biết nó thế nào rồi đó. Vì vậy cháu phải tuân thủ nhịn ăn theo tục Nijiala. Một số phụ nữ đã lập gia đình sẽ sớm đến đây. Hãy đi và mặc một bộ sari đẹp đi. Bà, lỗi không nằm ở tử vi của con đâu. Nhưng mà theo quan điểm của bà, cháu nghĩ rằng cháu phải cho bà xem thêm một bằng chứng nữa để chứng minh rằng Kali là một lời nguyền, không phải cháu. Samila. Dạ, nhanh lên nào. Cháu không muốn đến chỗ ba mẹ cháu sao? Cháu trông thật là lộng lẫy. Cháu rất là đẹp đó. Và xem đây, nhân dịp Suhagan Busa này, đây là một món quà nhỏ từ viết của Avi và ta. Ta hy vọng là cháu thích. Và con cảm ơn. Hãy chuẩn bị đi sớm đi. Dạ được. Đây là món quà đầu tiên.
ông ta xứng đáng nhận được một món quà đáp lại. Em sẽ làm. Xin lỗi anh. Kali, tại sao chị lại ăn mặc như vậy hả? Có gì đặc biệt? Đây là Ikashi đầu tiên của chị sau đám cưới. Đó là lý do tại sao chị phải nhịn ăn. Khoan đã, chị đang nói về cái gì vậy? Hả? Em chính là bà Yu Chaudhary. Chị biết cái gì không? Chị đừng ngốc nghếch như vậy. Busa này là dành cho phụ nữ của gia đình Chaudhary. Chị không được chào đón ở đây. Hãy đi, chị tìm một nơi phù hợp với chị đi. Chuẩn bị một đĩa cho Busa. Mọi việc sẽ được thực hiện theo đúng phong tục. Cháu phải tắm cho tượng của thần Siliram bằng Bajramrita. Cháu có biết cách chế biến Bajramrita không vậy? Cháu có biết làm không? Cháu thậm chí có phải là một tín đồ của bà La Môn không vậy? Ôi, cháu rất là hiện đại. Lấy sữa, sữa chua, mật ong, bơ và đường. Cháu sẽ có gì khi mà trộn chúng theo tỷ lệ 5-4-3-2-1 hả? Cháu sẽ có gì? Bajramrita. Đúng.
trước Pusa. Hãy đảm bảo là cháu đã chuẩn bị sẵn một bát Ata ở đây. Mọi phụ nữ đã kết hôn sẽ sử dụng Ata trước Pusa, và rồi họ sẽ dâng lễ. Cháu có hiểu không? Kali, bà. Bà ơi, con có thể nhờ Kali giúp để dâng lễ có được không? Kali đã đẩy Yu rơi khỏi vách đá.